Xin chào tất cả các bạn, mình là Linh C và chúng ta lại quay trở lại với chương trình chỉ dẫn Beatbox. Và số này thì chúng ta sẽ cùng đến với kỹ thuật Leap Roll. Và kỹ thuật với kỹ thuật Leap Roll thì mình đã được một số bạn là yêu cầu là mình nên hướng dẫn kỹ thuật về âm này. Thực sự là đối với Beatbox thì âm này cũng khá là mới và dạo gần đây mới được bắt đầu được các beatboxer sử dụng khá nhiều. Bản thân mình thấy âm này sử dụng khá hay. Vậy thì âm Leap Roll nó nghe như thế nào? Nó nghe như thế này. Đó, âm này thì chủ yếu là chỉ dùng cơ miệng để làm giống như trống và snare mà ở những số đầu mình đã có hướng dẫn qua, đó là gì, các bạn chỉ dùng cơ miệng để làm thôi, thì trong lúc đó bạn cũng có thể humming được, ví dụ như là đấy, thì đối với âm Leap Roll này các bạn cũng có thể sử dụng được như thế, kiểu như vậy. Và âm này thì kỹ thuật của nó cũng có thể nói là cũng khá là đơn giản. Các bạn có thể nhớ là khi các bạn làm trống thì các bạn u mồm ra để làm đúng không? Nhưng chỉ dùng cơ miệng thôi. Chỉ dùng cơ miệng thôi. Nhưng đối với Leap Roll thì các bạn nên là các bạn sẽ hơi u mồm lại một chút. Chứ hơi giống các bạn dùng snare và bạn hơi vểnh vểnh cái môi trên ra. Thế là nó có tiếng như thế, đó là tiếng ra. Và âm Leap Roll gồm hai phần, cả ra và vào. Thì nó sẽ dùng âm ra như này. Còn âm vào thì bạn chỉ việc hít vào thôi. Hôm nay mình thấy có nhiều bạn là tuy là kẻ không tập beatbox nhưng vẫn có thể làm được. Thế là khá là đơn giản, bạn chỉ việc ghép hai âm ra và ngoài này, nó tạo thành tiếng liên tục với nhau. Đó, giống như vậy. Các bạn có thể âm này thì lúc đầu thì bạn hơi khó để có thể làm nối lại với nhau liên tục. Nhưng khi bạn làm dần dần thì các bạn có thể làm nhanh hơn. Như này. Đó, nhanh như vậy. Và khi các bạn làm thì các bạn có thể ghép vào nhiều loại beat khác nhau, ví dụ như là giống như vậy. Ok, và với âm Leap Roll như thế này các bạn nên nhớ là khi lúc đầu các bạn làm, đối với mình cũng thế, khi mà mình tập âm này thì lúc đầu tập khá là khó khăn, kêu các bạn nối hai cái tiếng outward và inward lại với nhau thì nó hơi bị ngượng mồm, nhưng khi bạn làm dần dần thì môi của bạn mạnh lên ấy. Tất cả mọi cái thuật beatbox đều chung quanh một quy luật thôi, đó là gì, các bạn làm càng nhiều thì mồm của bạn càng ngày càng mạnh lên và các bạn làm âm đấy nó càng rõ ràng và càng hay hơn. Vậy thì đối với âm outward thì mình sẽ làm lại một lần nữa này. Âm Leap Roll bao gồm hai phần outward và inward nhé. Outward, inward. À, các bạn làm lắp ghép lại với nhau này. À. Và tiếp theo công nhau số này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm một kỹ thuật làm bass nữa. Và là bass này thì nó cũng khá là cơ bản, là các bạn làm bằng môi. Làm bằng môi, ví dụ nghe cái tiếng lead bass thì nghe nó như này. Mà cũng được khá nhiều người sử dụng, hiện tại khá nhiều người sử dụng. Vì vậy cái tiếng này nghe của nó đơn giản thôi. Tuy nhiên khi các bạn bắt đầu làm chủ được những cái môi của mình và khi bạn làm dùng hơi ra thì các bạn có thể tạo ra rất nhiều loại tiếng khác nhau chỉ bằng cách là thay đổi cái cơ miệng của mình, thay đổi cái hình dáng miệng của mình. Ví dụ này. Đó. Và mình hướng dẫn các bạn cái đoạn bass làm bằng môi đầu tiên, đơn giản nhất đó là gì? Khi các bạn làm này, các bạn chỉ việc mím môi. Khi các bạn nhớ là khi các bạn làm trống thì các bạn phải bật môi ra đúng không? Nhưng ở đây các bạn mím chặt môi vào và bắt đầu thổi hơi ra. Thì các bạn nên lưu ý, có một lưu ý đó là ở âm này thì các bạn sẽ sử dụng hơi từ bụng lên, giống như các âm khác, chứ không phải chỉ dùng cơ miệng nữa. Các bạn sử dụng như này, mím môi vào này, xong rồi bắt đầu thổi ra để cho rung phần ngoài của môi thôi. Đấy, các bạn có thể thấy là ở những đoạn vừa rồi thì mình chỉ có phần môi ngoài của mình rung, còn phần ở giữa thì mình vẫn khép lại kín, chứ không phải là thế, nó không thể ra tiếng được. Đó, và mình sẽ làm lại một lần nữa để các bạn có thể nhìn rõ này. Đầu tiên các bạn mím môi vào này.
mím chặt vào, sau đó bạn bắt đầu thổi hơi ra giống như trống ấy. Dần khi các bạn làm nhiều thì các bạn sẽ thấy là khi thổi ra thì phần ngoài của môi dưới sẽ rung, và khi rung thì nó tạo ra tiếng bass. Còn nên nhớ là khi ở phần hai bên này các bạn mím thật chặt vào, và khi bắn ra thì lại hay để lỏng cái môi giữa một chút và để nó rung. Và đối với loại lip bass này, các bạn có thể ghép vào rất nhiều loại beat, ví dụ. Đó, đi như vậy. Và vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn hai kỹ thuật mới, đó là lip roll và lip bass. Lip roll đó là gì? Và khi các bạn làm càng ngày càng nhanh, âm lip roll mà làm càng nhiều thì các bạn phải làm ở tốc độ rất cao. Và khi các bạn ghép vào beat thì nó thực sự nghe rất là hay. Và đợt âm tiếp theo đó là âm lip bass, đó là gì? Các bạn một âm mà âm bass mà các bạn được sử dụng, các bạn biết sử dụng rất nhiều. Và khi ghép vào beat thì nghe từ trống đầu tiên, mở là beat nghe nó rất là to và nghe rất là trầm. Đó. Và mình hy vọng đối thoại rồi thì nó sẽ giúp các bạn có thể làm phong phú thêm cho đoạn beat của mình. Và hy vọng các bạn sẽ tập luyện chăm chỉ. Hẹn gặp lại bạn ở số sau. Mình là Linh C.